Chiều 15 tháng 3, sau 5 ngày xét xử sơ thẩm vụ Võ Thành Long, cựu tổng giám đốc công ty bất động sản Cao Thắng cùng các đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Tòa án Nhân dân tỉnh Hậu Giang thông báo sẽ nghị án kéo dài, tuyên án vào sáng 22 tháng 3 tới. Nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, các bị cáo đều bày tỏ sự hối hận sau chuỗi ngày bị tạm giam và mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Long thừa nhận hành vi gian dối khách hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời bị cáo bày tỏ sự ân hận, mong tòa xem xét giảm nhẹ vì cho rằng mức án viện kiểm sát đề nghị là quá nặng. Các bị cáo còn lại cũng cho rằng bản thân chỉ là người làm công ăn lương, trình độ thấp, hạn chế về kiến thức pháp luật. Cạnh đó, vì quá tin tưởng bị cáo Long, tin tưởng vào dự án nên các bị cáo đã đầu tư và kêu gọi nhiều người khác, thậm chí cả người thân vào đầu tư. Mãi đến khi bị báo chí phản ánh, bị khởi tố bắt tạm giam, các bị cáo mới biết mình đã vi phạm pháp luật và để lại hậu quả cho nhiều người. Theo cáo trạng, từ tháng 4 2017 đến tháng 10 2019, Long cùng 9 đồng phạm đã lợi dụng dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phú Hữu để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cáo trạng xác định các bị cáo đã huy động vốn dưới hình thức đa cấp, từ đó lừa đảo 816 bị hại ở 39 tỉnh thành, chiếm đoạt gần 160 tỷ đồng. Cáo trạng quy kết trong vụ án này, Long là chủ mưu, chỉ đạo các bị cáo còn lại có vai trò giúp sức, trong đó Long bị đề nghị mức án tù chung thân, 9 bị cáo còn lại từ 9 đến 20 năm tù. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về flo@phapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.